Hai Sang chào buổi sáng cả mọi người nha. Chào cả mọi người nha. Sáng hôm nay thì Sang với mấy anh em Sang đang có mặt trên cái cánh đồng sen mà hôm bữa mình làm một cái video 29 giờ cấm câu cá ở phía trên đây á mọi người. Thì cũng gần cả hơn một tháng rồi mấy anh em Sang không quay lại đây. Với lại là lâu rồi thì Sang với mấy đứa không có quay video bắt cá câu cá này kia kể từ cái video đó phải không mấy đứa? Dạ. Nên hôm nay thì mấy anh em Sang quyết định rủ nhau ra cánh đồng sen này để làm một cái video sinh tồn ở đây. Hôm nay thì Sang có mang theo ở đây cái son, một cái son, hai cái son với lại là hai con dao. Sang với mấy đứa sẽ ở trên cái cánh đồng sen này 360 giờ, là 15 ngày ở trên đây nha mọi người, để thực hiện một cái thử thách và là một cái chuyến series dài tập ở trên cái cánh đồng sen này quay cho mọi người xem. Sang với mấy đứa sẽ tự đi kiếm đồ ăn, tự bắt cá, bắt cua này kia ở trên đây. Những cái gì ăn được thì Sang với mấy đứa sẽ bắt. Còn gạo thì Sang cũng có mang theo ở đây một bọc to, đủ cho mấy anh em Sang ăn dầu trong vòng 15 ngày, không cần phải về nhà. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ khởi hành đi xuống dưới kia để kiếm một cái bãi đất bằng. Mình sẽ làm một cái nhà kiên cố để Sang với mấy đứa sẽ ở trên cánh đồng sen này 15 ngày. Đã vào tới cái chỗ mà hôm bữa mình làm một cái chòi ở đây mọi người. Nhưng mà sau một tháng thì cái chòi nó cũng sập. Sang với mấy đứa thì vừa mới dọn qua bên đây, bỏ bên đây rồi. Nay thì mấy anh em Sang định là sẽ ở trên cái cánh đồng sen này tận tới 15 ngày. Nên mình không có làm chòi giống như bữa hổm đó nha mấy đứa. Mình phải làm một cái chòi kiên cố, tránh được gió, tránh được mưa. Nếu như mà gặp mưa, gặp gió thì Sang với mấy đứa sẽ tránh được. Còn đồ ăn thì Sang với mấy đứa là tha hồ đi kiếm trên những cái ruộng sen ở chỗ này. Cái khu này là một cái khu vực mà người ta ngăn cái đập phía trên mọi người, nên cái khu khúc dưới đây cá nó có rất nhiều, nên Sang với mấy đứa thì không lo về cái việc là bắt cá này kia ha. Mấy bên kia thì còn một cái ao to gấp mấy lần phía bên đây nữa, nên cái chuyện đồ ăn thì mình không lo. Nhưng mà giờ mình phải làm nhà ha. Nhưng mà bây giờ thì làm nhà thì làm kiểu nào đây? Lá dừa ha. Phần mái thì Sang với mấy đứa sẽ dùng lá dừa. Ở phía sau hồ sen này mọi người thì nó có một bụi tre, nên giờ thì sẽ tận dụng những cái tre này, sẽ lấy khoảng tầm 10 cây để mình làm một cái chòi cho thật kiên cố nha mọi người. Chặt được ở đây một đống lá dừa, với lại ở kia là vài cây tre. Giờ thì Sang với mấy đứa sẽ chẻ ra lá dừa ra làm đôi nha mọi người, để mình có thể lợp cho nó, nếu mà mưa thì nó sẽ không bị ướt. Rồi để nguyên tàu dừa thế này khi mình lợp lên thì nó rất là xấu luôn. Với lại là tre thì sẽ vót, rồi mình sẽ làm một cái nhà dạng như hình tam giác như vậy đó. Sáng tới giờ mọi người, cuối cùng thì Sang với mấy đứa cũng đã hoàn thành xong cái căn chòi bằng lá dừa rồi nha. Và mọi người xem cái căn chòi khi mà mấy anh em Sang hoàn thành này, mấy đứa đứng lên. Mọi người thấy không? Sang với mấy đứa làm đợt này á thì làm rất là kỹ luôn. Tại vì mấy anh em Sang định á là sẽ ở trên cái khu cánh đồng sen này á tận 15 ngày. Nên cái chỗ ở phải kiên cố chắc chắn, không nếu mà có mưa thì che được mưa, có sương thì che được sương và chống được lạnh nha. Tại vì mùa này cũng khá lạnh. Còn đây là phía trong này. Mọi người thấy lá dừa Sang chẻ ra thành từng sống như này không? Sang lợp nó thành từng mắt như thế này nha. Cái này có mưa thì nó cũng sẽ không bị dột quá đâu mọi người, cũng không bị ướt quá. Bên đây thì cũng vậy. Phía sau đây thì Sang làm cái máy vách phía sau. Còn ở chỗ này là chỗ ngủ mấy anh em Sang này. Đấy, chỗ ngủ thì mấy đứa nằm thử á. Nó nằm dài đây, một hồi Sang sẽ lót thêm nha mọi người. Cái chỗ ngủ thì lót lá dừa ở đây. Nằm thì sẽ êm lưng mọi người. Ở ngoài kia thì Sang còn một cái nệm nữa, Sang sẽ trải cái nệm lên nữa. Còn mé đây thì lót thêm một chút nữa. Bếp thì sẽ làm phía trước cửa này, để mà mấy anh em có thể nấu ăn cũng như là khói để đuổi muỗi nha.
Còn phía ngoài đây thì là cá, đồ ăn rất là nhiều ở ngoài đây, nên không có lo về phần đồ ăn phải không mấy đứa? Dạ. Bây giờ thì trời cũng chiều rồi, mấy anh em mình ra đây thì chỉ có đem gạo thôi. Nhưng bây giờ thì thiếu cái gì? Thiếu đồ ăn. Thiếu đồ ăn đúng không? Dạ. Nên giờ thì Sang với mấy đứa có lẽ là sẽ cầm cái xô ở đây, một cái xô. Mấy anh em Sang sẽ đi xuống cái khu ruộng này để mò xem là có cái lau kiến, ốc hoặc là bất cứ cái gì mà ăn được hay không. Mình sẽ tạm thời là ăn những con đó ngày hôm nay nha. Còn ngày mai thì mấy anh em Sang sẽ làm một cái bẫy để bẫy cá hoặc là đi câu cá gì đó. Nói chung là Sang sẽ cố gắng kiếm đồ ăn đầy đủ với mấy đứa trong mấy ngày tới. Bây giờ thì nhà cũng đã xong rồi, mấy anh em mình khởi hành đi nha. Dạ. Kiếm đồ ăn cho ngày hôm nay nha mọi người. Mọi người xem mé phân hồng của cái chòi của Sang này. Đấy. Mấy đứa thì nó làm cũng rất là khéo tay ha, nhìn rất là đẹp. Lá dừa thì nó xếp ngay ngắn thêm một cái mảng như thế này, này. Mưa dột xuống thì cũng không bị ướt phía trong. Bây giờ thì mình đi thôi. Sang này mọi người thì có một cái xuồng, nên bây giờ thì Sang với mấy đứa sẽ lấy cái xuồng này để mà chèo ở trên ruộng sen để mình có thể là đi kiếm đồ ăn nha. Rồi hai đứa nhỏ lên đi. Còn ba đứa lớn thì sẽ lội nước cho mọi người. Sang với Dảnh với Văn sẽ lội nước. Còn ơi xin lên trên, xin lên chơi cho nó cân bằng rồi đi. Giờ thì năm anh em Sang sẽ đi kiếm đồ ăn nha. Thường đi sinh tồn á thì sẽ đi xa một mình Sang với một đứa nhỏ thôi, nhưng mà đợt này á thì đi tận tới 5 người nên sẽ phải cố gắng kiếm đồ ăn nha. Kiếm nhiều thì mới đủ 5 anh em ăn. Trên ao sen này thì có ốc này, có chanh chép, nói chung là có cái loại nào mà Sang với mấy đứa mò được á thì Sang sẽ bắt luôn. Cái này thì Sang vừa đi vừa lấy cái chân á đạp xuống sình nha mọi người. Có gì đi ở trong ruộng sen này thì mọi người cũng cẩn thận nha, tại vì cái sen ốc đen. Ốc đen. Dạ. Chưa gì là Văn bắt được ở đây một ốc u đen mọi người. Đây một con đầu tiên nha. Rồi bỏ bò lên trên. To đó. Đi trong ruộng sen này mọi người cẩn thận nha, tại vì cái sen nó cắt rất là đau á. Đó. Ê. Chân chép. Ô con trai. Ở đây sao bắt được một con trai trai sông mọi người. To. Rồi. Hai con. Kiếm đồ ăn ở trên đây thì không quá khó. Bên kia Dảnh bắt được gần một con ốc đó mọi người. Ốc đen hả? Dạ. Cái chỗ này nhiều ốc u đen ta. Cái vỏ Dảnh này chết rồi. Không biết chết ra sống nữa. Bỏ đi. Nghe hiu à? Ốc đắng hả? Đấy, con nó nè. Là ốc u đen nữa. Mọi người xem con ốc u đen đã. To cho bá luôn. Này, chỗ này có sình nè, bắt đầu có chân chép rồi đó. Mấy đứa bơi chơi này nhìn coi có thấy ốc không nha. Mấy đứa cẩn thận cái sen nó cắt nha. Cái bông sen này nó cắt là đau lắm nha mọi người. Cái ngó sen của nó đó. Tao bùng thôi. Ô em bắt được con nữa nè Sang ơi. Ôi, chân chép rồi, bỏ lên rồi. Dành nó bắt được một con trai sông luôn rồi. Giờ Sang với mấy đứa phải thọt cái tay xuống dưới sình nha nè. Quậy quậy ở phía trên sình á để xem là có đụng nó hay không. Chứ cái sình ở chỗ ruộng sen thì nó rất là sâu nha mọi người, nên mà chỉ phải rà bằng tay thôi. Tới không? Không có tới, không tới. Ở đây Dảnh nó phát hiện có một cái hang cá lau kiến rồi. Nước lạnh lắm. Sao lắm? Thấy to vậy trời. Ôi trời, như cái hang động vậy. Con cá nó mà bữa ấy là bự lắm nè. Dạ, hết trong kia rồi. Ông Sang chui vô luôn. Để thùng đi. Ừ,
ở đây sẽ bắt được một con cá lóc kiến bự nè mọi người. Nó ở trong cái hang ở chỗ này nè. Rồi bỏ vô trong thuyền mình á. Này mọi người xem cá lóc kiến này đã to. Cái này là một hồi xíu nữa mấy anh em sang sẽ nướng cho mọi người. Bây giờ thì mấy anh em sẽ bắt cũng được như đây. Vài con chém chép cho lại mấy con ốc. Tôi thích. Kiếm hang, kiếm hang. Phải đạp lên sèn mà mới đi được. Sèn dày lắm nữa. Đi ơi. Lội trong sèn này thì mình cũng lội từ từ thôi nha. Đừng có lội nhanh quá. Cái sèn này nó cắt rất là đau. Nó bén giống như dao lam nha mọi người. Tại vì cái phần đây, tôi cho mọi người xem cái phần cọng sèn này. Nó có rất là nhiều gai móc nhọn xuống dưới nha. Chỉ cần nó cào vào da mình đó là da mình sẽ chảy máu luôn á. Bén lắm. Nhưng mà biết cắt đi thì cũng sẽ không bị cắt. Ở đây có một cái bông sen rất là đẹp luôn nè. Chị kia có một bông sen to nè. Hai một bông bỏ lên xuồng đi nha. Nè. Bỏ lên xuồng cho đẹp. Hồi nãy mới thấy cái búp to lắm mà ta. Đúng, con chết chết anh xem. Đâu? Này mình bắt được một con chân chép rồi. Ô, đây con nữa nè. Anh mới đạp xuống con chân chép. Hai con của mình nè. Ô, con này to hơn con của mình luôn. Hai con luôn. Em bắt đây có ốc này nè. Nè. Một hát mình bắt được con, sao bắt được con? Ô, có lưới luôn hả? À? Cái gì vậy? Ui. Ở đây có một tay lưới người ta giăng nè mọi người. Đây cầm. Cái xương cá lóc kiến hả? Wow, mọi người xem cái bộ xương của nó nè. Xương này là xương cá lóc kiến nha. To mà. Ở dưới đây có một cái hang cá lóc kiến nè mọi người. Giờ thì Dảnh sẽ lặn xuống để mà thọc cái hang này nha. Cá lóc kiến thì nó thường nó sẽ làm cho một cái u đất cứng, được không? Ui. Cá lóc kiến á thì nó sẽ làm hang thường ở trên những cái u đất cứng á. Mọi người đi thế nào mà đạp trúng u đất cứng á thì sẽ kiếm được hang đó nha. Ê, bỏ vô xuống. Ê, bỏ cho để sẵn. Cái sen này nó cắt cũng đau mọi người. Thêm một con nữa. Cái lóc kiến này bự bự không á? Dạ. Bắt được con nào con nó là nó mập ú không mọi người? Cái này mấy anh em sang cố gắng là bắt khoảng tầm 5-6 con cá lóc kiến là đủ ăn luôn. Đến xuồng mình rồi. Con bự hả? Ừ, con cá lóc kiến nữa. Cái này chắc nhiều cá lóc kiến á. Dạ. Mới đi chút xíu cầm con. Đây một con cá lóc kiến này nha mọi người xem con cá lóc kiến này. Đó. Con này thì chắc gần nửa ký luôn á mọi người. Mỗi con cá lóc kiến trong bụng sen này nó to lắm nha. Nhìn nó ăn sen nhiều mà sao? Ba con này hả? Dạ ba con. Nãy giờ là được đây ba con cá lóc kiến này. Đây con này to nhất. Bắt một con ốc này. Trời ơi. Trời ơi, một quýt ốc. Mấy đứa rà cái chân thêm thấy hang kêu anh lo mọi nha. Dạ. Còn đứa nào lạnh quá lên xuồng. Được không nha? Một cá lóc kiến bự lắm thằng. Ủa chơi hang này Tâm. Nè. À, thấy đuôi nó rồi. Được chưa ta? Ở phía dưới đây. Cái hai chẳng. To, to. Rồi. Ở đây Dảnh lại bắt được một con cá lóc kiến luôn rồi. Có bự ghê ta. Bốn con rồi. Đây là con cá lóc kiến bự nhất nãy giờ sang với đứa bắt luôn này. Đây. 1 2 3, 4 con này, còn này con thứ tư nha. Rồi, cho lên luôn. Tôi cũng nhảy ra nha, nó phọt cái là đi luôn á. Thường thường thì mấy con cá lóc kiến này nó sẽ làm hang ở cặp cái bờ đây nè. Ở đây có cái dừa mà. Bây giờ sang với đứa là tiếp tục mò nữa kia. Đây. Thấy hang không? Thấy hang cái mò tiếp. Cái hang đó. Ừ, cái hang thông của nó nè. Nãy giờ thì sang với mấy đứa mọi người thì đi mò
mò ốc mò chanh chép dưới ao này này, cũng bắt được vài con ốc và lại là vài con cá lau kiến. Nhưng mà đi tới đoạn này thì rảnh nó phát hiện là có mấy cái hang chuột rồi mọi người. Chuột này là chuột ăn sen nha, mọi người xem cái hang đó nè. Yeah, hang xong nữa kiếm một cái hang chính của nó đó. Đây là cái hang chính của nó. Cái hang chính nó thì sẽ như thế này nha mọi người. Đó nó, mọi người thấy là nó đem sen về chỗ đây nó ăn nè. Đây là thức ăn của nó nè. Rồi nó lấy biết bao nhiêu là cái búp sen về đây nha. Nên giờ thì mấy anh em sen sẽ bắt đầu là lấy nước, lấy cái xô này đổ nước vào hang để mà bắt chuột cho mọi người. Giờ phát dọn hết đi, mấy đứa phải kiếm hết sạch cái hang nó nhét lại đó. Thế này sang như đứa sẽ phát dọn hết chỗ này để xem là cái hang nó đi đâu, rồi mình mới đổ nước đi cho mọi người, không là hồi nó chạy đi mất á. Mọi người xem con chuột ở đây nè, nó đem biết bao nhiêu sen về đây nó ăn luôn. Đâu cái hang nó đâu vậy? Hang chính này. Rồi mấy đứa chừa một hang thông đi, bít cái lỗ này lại ha. Hay là canh như người bạn. Giờ là giăng canh lỗ này. Đổ nước lỗ này. Dành canh lỗ này đi. Dạ. Có hang bên đó không nha? Để bắt được chuột này thì mình sẽ phải kiếm hết tất cả những cái hang của nó nha mọi người, tại vì con chuột á. Cái hang của con chuột này thì nó sẽ thông nhau rất là nhiều. Mình phải kiếm hết là cái hang nó đi về đâu nha. Còn một cái hang thông ra nữa. Mô cái lỗ này lên nha. Nãy giờ sang như mấy đứa vừa mới kiếm hết những cái ngóc ngách của cái hang chuột này nha mọi người. Bên đây thì Dành nó lấy một cái lưới này để chuẩn bị làm một cái tùng cho con chuột nó phủ lên luôn. Lấy cái này đè xuống, lấy cái chân đè xuống sát xuống đó. Nó ra nha, coi chừng nó ra nha. Hai cái hang này thì sang không có bít mà sang dùng lưới sang chặn phía ngoài để con chuột nó tông ra thì mấy đứa sẽ chụp được nha mọi người. Còn cái hang phía trên đây á là hang trên cao, sang như mấy đứa sẽ đổ nước vào hang này rồi giăng đổ đi. Rồi cẩn thận nha, để nó chạy ra uổng lắm nha. Cứ mình chừa một hang mà đổ hết nước từ cái hang cao nhất cho mọi người thì mấy con chuột khi mà nước vào hang nó thì nó sẽ tông ra cái hang phía bên đây để nó thoát đi á. Nhiều lắm, nhiều nước lắm. Hai đứa bên đó nha, anh canh bên đây, tại vì bên đây còn một cái ngách thông luôn mọi người. Ôi nó xì nước bên đây nè. Chặn chưa? Chặn rồi. Rồi cứ đổ nhiều nước vô, canh nha. Anh nghe tiếng nước chảy đâu ta? Ê, nó đang nó mới lưu đầu rồi. Từ. Hả, chạy xa rồi chứ. Đổ tiếp bây giờ. Thôi. Rồi. Lúa đầu ra, đấm nó một cái nha. Lúa đầu ra lấy cái tay đấm nó cho nó xỉu nha. Đổ nhiều vô. Cái hang chuột này mọi người muốn bắt được nó phải đổ rất là nhiều nước nha mọi người. Đổ khi nào mà con chuột nó ngộp thở luôn á thì mới phọt ra đường này. Mấy anh em sang sẽ chụp nó nha. Nói chung bắt chuột cái gần bờ nước thì cũng dễ thôi. Đổ đi văng, đổ kìa nó ra cái. Sắp ra. Đây mọi người thấy không? Ồ hai con. Hai con luôn hả? Còn nước đâu? Đổ. Nhanh chân. Dạ anh. Sắp ra. Ra cho nhanh. Chưa. Né, để cho nó sợ, nó đâu dám ra. Nó sợ nó chui nó lặn vô luôn chứ. Nước sắp trào ra ngoài rồi mà chưa ra nữa. Được rồi, một con. Con có bự, con có bự. Từ. Ba con anh sang. Ba con luôn hả? Chưa, nó cắn nha. Được rồi. Con đó hả? Kéo qua. Được rồi. Con. Còn đâu? Chuột này chuột con mà. Con mẹ hả? Cầm nó lấy đi, chụp con mẹ. Con bự lắm anh thằng. Lấy luôn đi, con này chụp được. Ôi okay, con rồi, ôi con chụp bự lắm. Đổ nữa đi. Tâm, bắt hai con này nè Tâm. Từ, đổ ra xíu. Thả con kia ra, cho nó ra đi. Đổ nước nhanh lên Giang ơi. Ôi, nó ra đây nè. Trời ơi, Giang chơi nước nó trôi xuống lại. Con bự lắm. Con kia bự lắm. Rồi lấy con chuột này ra đi. Ui mọi người xem mấy con chuột này chuột con thôi mà nó to ghê không, chuột này chuột cống nha mọi người. Con nhỏ nãy. Bắt này luôn. Không được. Coi chừng ra đường này nha. Giang chế coi chừng đây phọt ra. Ôi đây. Con bự. Không dám chụp, nó bự quá. Cởi cái áo đi. Cởi cái áo nhanh lên mình.
con chuột bự quá. Đổ đổ đi Giang, con này bự lắm. Chắc hai con á. Thôi để động ra đi cho nó. Thôi để động ra đi. Một con thôi, một con thôi. Con đực một cần. Ờ quý nó. Mấy con này con của nó nè, bây giờ nó cắn nha. Ui nó nè, chơi chơi chơi. Con nhỏ. Một đúa đúa. Nè cầm tấm. Được không Dảnh? Nhỏ. Đập đi Dảnh ơi, đập đi luôn. Coi chừng nó chưa chết á. Kiểu này là sang với mấy đứa vô mánh lắm mọi người. Con bự chưa ra nữa, coi chừng ra hang khác. Sao thở được. Ủa đây nè. Được rồi Dảnh ơi. Chưa được. Sợ nó cắn. Bự lắm. Đây. Ui. Trời ơi. Như con chó luôn. To lắm. Có. À, mọi người xem này, ở đây sao bắt được một con chuột to ghê không? Lấy. Bóp cái cổ nó. Bóp không sao đó, anh lấy. Nó yếu rồi. Nhanh chăng? Hết rồi. À, đây mọi người xem cái con chuột này sao vừa mới bắt được mọi người. Cái con này á thì nó to đây này, nó to cổ chân sao luôn nha. Con này là con chuột sen nha mọi người. Dạ. À, chuột cống nhưng mà nó ăn sen á nên nó to cái này nè. Ôi, tối nay thì sang với mấy đứa lại có món ngon ăn rồi. Dạ. Đập nha. Dạ, đập đi. Thôi nó cắn. Ơi, không, đập không con mèo con luôn á. Dạ. Rồi cho vô xô đi kiếm tiếp. Đập một cái nè, mấy con. Sao con đi coi. Một con, hai. Bảy con hả? Dạ. Ê, con này thì thôi mọi người ơi. Wow. Cái con nó nửa ký luôn á. Rồi đi kiếm hang mới tiếp. Đây lưới, con lưới. Có vẻ như là sang với mấy đứa đi bắt chuột như vậy mọi người thì sẽ dễ kiếm đồ ăn hơn nha. Đi. Hàng chi nó thở cái lỗ kia. Từ nãy tới giờ sang với mấy đứa đi vòng vòng cái ruộng sen này mọi người để kiếm đồ ăn. Thì đây là toàn bộ thành quả của mấy anh em sang kiếm được trong đầu ngày hôm nay nha. Ở đây thì sang với Dảnh có bắt được 4 con cá lóc kiến to. Mọi người xem cá lóc kiến này nè. Mỗi con này thì theo như sang nghĩ chắc gần nửa ký luôn á. Nên 4 con này thì cũng đủ để cho mấy anh em sang nướng đi ăn. Còn bên đây thì bắt được vài con chém chép. Mấy con ốc bu vàng, ốc bu đen lộn xộn mọi người. Có mấy con ốc bu cũng to này. Bao nhiêu đây thì cũng đã đủ cho mấy anh em sang làm một bữa no nê tối nay rồi. Nên thôi mình không đi bắt nữa ha mấy đứa. Dạ. Tại vì từ sáng tới giờ sang với mấy đứa đi làm cái chòi mọi người thì cũng mất nhiều thời gian quá. Nên cái việc kiếm đồ ăn thì ngày mai mình kiếm tiếp. Còn nhiêu đây thì tối nay thì mấy anh em sang không lo về đồ ăn nữa. Nên giờ thôi quay về chòi cho mấy đứa nó tắm rửa. Xong rồi sang với mấy đứa sẽ chế biến cái số đồ ăn mình kiếm được ngày hôm nay này. Cá lóc kiến với chuột thì sẽ nướng. Còn ốc với lại con trai thì mình sẽ luộc nước dừa nha. Thôi giờ đi mấy đứa. Giờ sang với mấy đứa sẽ quay về chòi mọi người. Chòi thì tận tích ở phía dưới kia. Tại vì cái khu cánh đồng sen này thì nó rộng lắm mọi người. Rộng bao la luôn. Đây này. Mày thấy không? Trải dài tận tích phía dưới kia luôn. Thôi giờ thì mấy anh em sang đi về thôi. Nãy giờ thì sang với mấy đứa mọi người đi bắt cá về thì về tới chòi mấy anh em đốt kia đống lửa cũng như là cho mấy đứa nó đi tắm rửa đồ đạc thì sang với mấy đứa có làm một cái xào đồ với bên kia để phơi đồ này. Tại vì đợt này sang với mấy đứa sẽ ở đây lâu mọi người nên giống như là mình ở nhà luôn. Mình sẽ phơi đồ này kia cho nó sạch sẽ nha. Hôm nay ra ngoài cái khu cánh đồng sen này á thì nước trên cánh đồng sen á thật sự nó với mọi người nó trong nhưng mà nó sẽ có phần bùn nó hôi á mọi người, nó có phèn ở dưới đó đó. Nên mấy anh em sang sẽ không có sử dụng nước nước trên sen để mà nấu ăn mà sang với mấy đứa sẽ hái dừa nha. Ở đây thì có rất là nhiều dừa luôn. Nên mấy đứa nó gom đây một đống dừa sẵn luôn. Ngày mai thì mình khỏi còn phải đi hái. Sang với mấy đứa sẽ nấu nướng từ nấu cơm, luộc ốc đến uống thì toàn là nước dừa hết cả. Đây là bếp lửa của sang với mấy đứa này. Giờ thì Giang đang chặt một trái dừa để đổ vô trong cái đây. Nay thì sang với mấy đứa sẽ làm món cá lóc kiến luộc nước dừa với lại ốc. Đó, Giang đổ đi. Đấy, ốc với cá lóc kiến này. Đó, sẽ xếp vô trong một cái nồi nha. Bên này mấy con nữa. Đây là mấy con to để trên cho nó đẹp nha. Giờ thì Giang sẽ đổ nước dừa vào phía trong mấy con chép mấy con ốc nha mọi người. Được rồi Giang ơi. Đậy nắp kính lại là nó ít nước nhưng mà nó sẽ ấy. Rồi đặt lên luôn nha. Rồi mình sẽ đặt lên bếp lửa để
hấp ốc, luộc ốc. Còn bên đây là cái con mấy con chuột mà Sang với mấy đứa đổ vô trong hố nước được đó mọi người. Thì được ở đây 7 con nhỏ với 1 con to. Con này thì to lắm mọi người. Lúc nãy Sang với mấy đứa lột bỏ phần da đi, tại phần da nó dày quá, không có thui được á. Cái này thì mấy đứa nó sẽ nướng nha, kẹp vô bẹ dừa đi nướng. Rồi gắm bên kia cho nó gác qua bên kia. Buổi chiều của mấy anh em Sang ở trên cánh đồng ruộng thì sẽ như vậy nha. Nhìn ở đây thì bình yên lắm mọi người. Thì Sang với mấy đứa mọi người cũng vừa mới hấp ốc, hấp chim chép với lại mấy con cá lau kiến xong nha. Chuột thì vẫn còn đang nướng ở kia, tại vì cái con chuột này thì Sang định là sẽ để lại tối nay nấu cơm ăn cùng với mấy đứa. Còn chiều nay thì cũng đói rồi nên mấy anh em tạm thời ăn đỡ mấy cái con này nha. Dạ. Nay thì cũng có bắt được một ít ốc bu vàng với là ốc bu đen lộn xộn hết cả mọi người. Con nào ăn được thì Sang ngâm một ít ớt vào phía trong, nó cũng nhả một ít đất rồi. Con nào ít đất thì mấy này mình ăn ha, còn nào nhiều đất quá thì thôi. Chanh chép thì luộc ở đây Sang vừa mới rửa sạch lại rồi, tại vì cái loại chanh chép này bùn cũng khá nhiều quá. Bây giờ thì cầm đồ lễ đi ăn nha. Nó ăn con chanh chép trước đi. Đây cho anh mượn cái lỗ đồ lễ này. Đây đây là một con trai sông nha mọi người. Mọi người xem phần thịt của nó này đó. Cái nãy luộc lên thì nó nhiều bùn lắm, Sang phải dùng nước rửa sơ qua một lần thì nó mới sạch như vậy nha, chứ không là không có ăn được luôn á. Mời cả mọi người cầm chén nha. Rồi mấy đứa chấm đi. Hôm nay là ngày đầu tiên mà mấy anh em Sang sinh tồn ở đây, cũng là như là bữa ăn đầu tiên của mấy anh em ngoài cánh đồng ruộng nữa nha. Còn nhiều bữa ăn kế tiếp nữa. Mời cả mọi người nha. Con này nó béo nó ngọt mà nó dai quá mọi người. Ốc bu đen đỡ sình hơn ốc bu vàng ha. Ốc bu vàng nó cái con nào là nó ăn sình nhiều lắm mọi người. Con này thì đỡ sình này. Đáng ra mấy cái này thì mình phải ngâm qua đêm mình mới ăn nha. Nhưng mà Sang với mấy đứa thì không có đồ ăn nên luộc luôn như thế này nó còn nhiều nhớt một chút. Đây mời cả mọi người nha. Nhưng mà không có hôi bùng. Lột luôn cả này. Mọi người thấy bút khó ngu ngút không? Này thì Sang với mấy đứa qua ra đây á, thì ai cũng đói hết cả. Do từ sáng giờ thì đây mới là cái bữa ăn đầu tiên của mấy anh em á. Giang đầm mứa cay quá. Ăn thử con cá lau kiến ở ruộng Sang này có ngon hay không, có nó hôi bùng hay không. Cái này thì mấy anh em Sang hấp nước dừa. Ủa, đây. Cái con này thì nó không có nhiều thịt quá đâu. Gom cái vỏ lại nha mấy đứa. Để hồi tối nay mình ngủ đây kiến nó bu. Đây, Sang vừa mới lột ra cái phần thịt con cá lau kiến mọi người. Đây, mời cầm người nha. Cái này bự hả? Cái nửa bên, mình nửa bên ha. Dạ. Cá lau kiến này thì nó ít nhưng mà nó ngon lắm nha mọi người. Nó ăn giống thịt gà chứ. Nếu mà bắt được nhiều thì ngon. Chảy cuối luôn. Ngon cực kỳ. Cái con này ăn nhiều là no luôn mọi người. Nhưng chỗ này ruộng sen nó khó bắt một chút nha. Tại vì nó có ít hang á. Toàn là sình không, cá lau kiến này cũng không ở được. Nãy thì Sang với mấy đứa vừa mới ăn ốc xong mọi người. Còn đây là mấy con chuột mà Sang nướng này. Mọi người thấy chuột đồng nướng không? Con chuột này á là loại chuột cống nhum nha mọi người. Nhưng mà nó rất là sạch luôn. Cái loại này thì chỉ ăn sen ở trên cánh đồng thôi. Nên cái phần thịt nó không bị hôi nha. Còn những cái con chuột mà chuột cống á, mà nó ăn ốc ăn này kia thì nó sẽ bị hôi. Còn cái loại này thì khi nướng lên thì thơm cực kỳ. Nhưng mà cái này thì mình để dành lại tối nay mình ăn nha mấy đứa. Dạ. Tối nay Sang với mấy đứa sẽ nấu cơm để ăn. Còn ăn xong ốc á, thì giờ thì chặt cho mỗi đứa một trái dừa. Giờ thì mấy anh em Sang uống nước dừa nha. Rồi uống đi mấy đứa ơi.
Uống nước chưa xong rồi Sang với mấy đứa sẽ vào chòi và nghỉ, xong rồi sẽ nấu cơm để mà chuẩn bị ăn tối. Còn chiều nay thì gọi là ăn tráng miệng đó mọi người. Ăn trưa ha, tại vì sáng giờ cũng chưa ăn gì. Đây, mời cả mọi người nha, nước dừa. Nước chua. Sao chua ta? Vậy là nãy giờ Sang với mấy đứa cũng đang xong rồi nha mọi người. Nước dừa thì có đầy ở trên cây, nên nếu mà khát thì cứ chặt nước dừa xuống mà uống thôi. Đồ ăn thì còn kia vài con chuột để tối nay thì mấy anh em ăn cơm. Ngày hôm nay thì Sang với mấy đứa cũng đã vượt qua ngày đầu tiên trong cái chuyến thử thách 15 ngày ở trên cánh đồng ruộng sen rồi nha. Ngày đầu tiên trôi qua sao mấy đứa? Dạ bình thường. Cũng không quá gì khó khăn đúng không? Dạ. Tại vì trên cái đồng ruộng này nói chung là kiếm đồ ăn nó rất dễ mọi người, nó có rất là nhiều luôn. Nhưng mà quan trọng là mình bắt nó bằng cách nào thôi. Còn ngày hôm nay thì Sang với mấy đứa làm cái chòi này nè, cũng như là kiếm đồ ăn thì cũng khá mệt rồi. Thế có lẽ là cái phần này sẽ tạm dừng tại đây nha. Tối nay thì mấy anh em Sang có chuột với lại gạo để nấu cơm, nên sáng ngày hôm mai thì mới bắt đầu kiếm đồ ăn tiếp ha. Dạ. Sang định là ngày mai sẽ cùng với mấy đứa sẽ đi câu cá nha mọi người. Tại vì Sang cũng đem một ít lưỡi câu, đào một ít trùng, xong mình sẽ đi câu cá từ sáng tới chiều. Nếu mà có nhiều cá thì mình sẽ làm cá phơi nắng hoặc cá cắt bếp gì đó để dự trữ cho 15 ngày kế tiếp. Giang thì đang nướng cho chuột chín hẳn này. Còn phần này thì bây giờ Sang với mấy đứa chào biệt tất cả mọi người nha. Bye.